Rồi chào các bạn nhé, hiện tại thì dịch Covid đang rất là căng thẳng và ngay cả chỗ của mình hiện tại thì cũng đang phải cách ly xã hội 15 ngày. Thì nói chung nghỉ thì cũng không đành đoạn nên là vẫn cứ lên clip live ride để bán máy cho mọi người. Hàng thì cũng sẽ không về được hàng nữa nhưng mà còn gì thì bán đó. Tuy nhiên thì cũng còn rất là nhiều, các bạn cứ xem kỹ và ủng hộ cho mình. Khi mua hàng ở shop Nhật Nam các bạn lưu ý xem kỹ dùm mình nhé. Chứ khi điện đến hay là nhắn tin hỏi xoáy đắp xoay quá thì mình cũng khó chăm sóc. Rất mong các bạn thông cảm. Cứ theo dõi kỹ clip chọn mua máy nào thì mua. Rồi thì trong cái clip này ngày hôm nay thì đầu tiên mình sẽ thanh lý hai con máy dùm cho đối tác của mình. Thanh lý thôi nha. Nói rõ là thanh lý bởi vì trước giờ mình không bán hàng sách tay. Nên nếu như mình không nói rõ thì là nhiều bạn lại vào là ném đá ném gạch các kiểu, lại xây được cái nhà không tốn tiền mua gạch thì chết. Nên là mình nói rõ là mình sẽ thanh lý dùm cho đối tác hai con máy sách tay, một con Note 8 Mỹ. Đây, máy thì mình thấy ngoại hình khá là chuẩn, zin, đẹp và khoảng 99%, rất là chất nhá. Ngoại hình màu đen khá là keng, ok, chuẩn chỉ, đẹp hết sảy con bà bảy luôn. Con này là Samsung Galaxy Note 8 mã Mỹ và mình cũng kiểm tra luôn màn hình cho các bạn yên tâm. Màn hình zin và không ám ẩn bất cứ một điểm nào hết, khá là ok, chuẩn chỉ. Bởi vì bên mình chỉ bán hàng đẹp, tiêu chí là như vậy. Và sản phẩm này tuy là thanh lý nhưng mình cũng vẫn sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng cho các bạn, giống như những cái sản phẩm chính hãng mình bán ra các bạn nhé. Các bạn yên tâm và cũng cam kết là hàng zin, được kiểm tra kỹ lưỡng về kỹ thuật, các kiểu con đà điểu ngon lành. Và cái con Note 8 sách tay Mỹ này thì để mình xem bộ nhớ các kiểu coi. Con này RAM 6GB, bộ nhớ là 64GB. Thì con này có giá bán là 4,7 triệu. Mình thanh lý 4,7 triệu mỗi máy, không bao gồm sạc và bất cứ phụ kiện gì hết các bạn nhé. Bạn nào muốn mua thêm sạc thì sạc zin của con này 25W mình có bán ra với giá là 200. Tùy các bạn chưa có thì mua, có rồi thì thôi. Đấy. Tiếp theo là một con Note 9 bản Hàn. Bản Hàn cũng là hàng mình thanh lý, bản Hàn. Con này là dùng một sim thôi, vẫn còn ROM gốc chứ mình không có út ROM lên hai sim các kiểu đâu nha. Bên mình cũng không có dịch vụ đó bởi vì không chuyên bán hàng sách tay nên không có cái dịch vụ đó, nên các bạn thông cảm. Nó chỉ dùng được một sim. Và sản phẩm này là RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB. Thì sau mình kiểm tra thì thấy là màn hình cũng zin chuẩn, không ám ẩn, khá là ok. Máy zin màu hồng rất là đẹp, có cấn nhẹ viền. Cấn nhẹ ở viền. Vài vết rất là nhẹ thôi. Ok, và sản phẩm này là thanh lý cho bạn với giá là 6 triệu. 6 triệu bạn nhé. Tổng thể nhìn khá là đẹp, chỉ cấn nhẹ ở viền một vài tí thôi, không đáng kể các bạn ha. Nói chung nếu là một chiếc máy cũ thì như thế này mình thấy là khá là ok. Nói chung là vừa mắt mình rồi đấy. Còn mắt các bạn thì mình chưa biết. Đấy, 6 triệu giá mỗi máy các bạn nhé. Tiếp theo thì đến hàng chính hãng đây. Đây là Note 9 chính hãng màu xanh. Màu xanh, con này là chính hãng VN, dùng được hai sim các bạn nhé. Đấy cái sự khác biệt. Thì con này thì mình kiểm tra màn hình cũng ok, không ám ẩn gì hết, rất là ngon lành. Và để xem cấu hình. Con màu xanh này là máy đẹp keng, không có cấn chết gì đâu các bạn nha. Hàng này, con này đẹp keng. Và cũng là RAM 6GB, bộ nhớ là 128GB. Dùng được hai sim, là hàng chính hãng. Chuẩn chỉ ngon lành. Đây, quà tặng Galaxy Samsung Bay đầy đủ các kiểu con đà điểu nhá. Thì cái sản phẩm này đẹp keng, màu xanh, không cấn móp gì hết. Ngon lành, chuẩn zin nguyên bản, cam kết là hàng chính hãng. Mình bán cho các bạn với cái giá là 7,3 triệu. 7,3 triệu. Và có đúng một máy màu xanh thôi. Nói chung rất là hiếm. Tiếp theo đến cái sản phẩm mà hôm trước mình về mình chưa biết giá. Mình chưa có biết giá thì mình sẽ bây giờ mình sẽ báo giá. Đó là con Blackberry. Cái hãng này mình cũng chưa bám bao giờ. Mình cũng thấy là chạy hệ điều hành hình như là chẳng biết là hệ điều hành gì, Android hay cái gì. Bởi vì thực tế thì mình không bán cái con này bao giờ. Kiểm tra coi. Nó là con Blackberry Blackberry cái tên gì đây khó đọc lắm. À, Evo. Evo đây, RAM 4, bộ nhớ 64 nhá. Đấy.
thì cái sản phẩm này sẽ có cái giá bán là 2.800.000. Mình thấy là một con máy khá là ok. Còn Ken màu đen đẹp, ngoại hình đẹp chuẩn, và cái hãng nghe cũng hay hay, BlackBerry ngày xưa cũng khá là nổi tiếng, nhiều người thích nha. Hình như là của Mỹ thì phải, và mấy ông tổng thống hay thích xài BlackBerry hay sao á nhá. Đấy, cái này mình nghe đồn thôi, mình không biết. Và con hàng này khá đẹp, hai camera có vân tay, nhìn rất là chuẩn mực luôn. Giá bán là 2.800.000, máy trần nhá. Tất cả sản phẩm mình báo ở đây là giá máy thôi, không có bao gồm sạc hay bất cứ cái gì đâu. Tiếp theo là mình có một con Mi 8 Lite. Con Mi 8 Lite này thì Mi 8 Lite này hôm nọ mình cũng chưa có giá, để mình ngó cái giá coi. Đấy, giờ nhìn mấy con lại quên cái con này. Ok, con này thì giá 2.600.000. Thì nói chung là hàng thấy đẹp chuẩn, và sản phẩm này thì dĩ nhiên rồi, chơi game là ok nhá. Phiên bản RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Mình chỉnh cái màn hình sáng lên tí để độ sáng hơi ít này các bạn ha. Không chỉnh. À, mình đi mình vuốt kiểu không nhiệt tình thế là nó không lên. Rồi ok. Một con máy khá là đẹp. Ken chuẩn chỉ 99%. Có liệt tia tí không đáng kể, máy cũ thế này ngon rồi. Có liệt tia chắc do dùng ốp bị dính cát đây. Nhưng sau bằng kính rất là đẹp, sáng bóng. Máy khá là chuẩn 99% nhá, chính hãng. Mi 8 Lite, giá bán là 2.600.000. Rồi tiếp theo thì mình có cái sản phẩm Samsung. Và Samsung này là Samsung gì đây, để mình cũng là phải coi nữa. Con này là con A02S thì phải. Biết phải con A02S không? Mở lên tí đi. Đúng rồi, con A02S anh em nhé. Giá bán là 2.700.000. Máy chính hãng, còn bảo hành tháng 3. Màu xanh, các bạn cũng thấy là khá là keng, gần như một chiếc máy mới. Bởi vì còn bảo hành lâu và mới sản xuất đây thì nó không thể nào cũ được nhá. Đấy, máy rất mới. Và chắc chắn rồi, máy ngon, pin trâu, 3 camera, 2 SIM, chính hãng của Samsung. A02S các bạn nhé, RAM 4, bộ nhớ 64. Một con máy khá là chất, giá bán là 2.700.000. Rồi tiếp theo thì mình còn có duy nhất một con iPhone 8 Plus. 8 Plus họ về thì nhiều bạn chửi mình bán đắt, mình chả hiểu sao đợt này dịch nhập cái gì nó cũng đắt. Đấy, thì các bạn cứ cân nhắc. Còn có một số bạn thì còn bình luận vào dạo này dịch để tiền mà ăn, ai mua điện thoại. Nhưng mà mình thấy thì nhiều người ngoài tiền ăn ra họ vẫn có dư thì họ mua. Còn ai không có dư thì cứ để ăn thôi. Tại vì mình cũng không khuyến cáo là mọi người là lấy hết tiền ăn ra mua điện thoại của mình, để rồi chết đói nhá. Đấy, nên là thôi cứ bình tĩnh. Có tiền dư thì mình mua, chưa dư thì không sao. Bởi vì tiền trong túi mình muốn tiêu nào là quyền tự do của mình, không ai cấm được nhá. Đấy, ok. Này, có mỗi một con 8 lớp hết, về được 10 con, bán hết rồi. Ai cũng chê đắt nhưng mà bây giờ lại cũng không có để bán nữa, bởi vì các đối tác của mình là nghỉ dịch hết rồi. Có mình là còn đang tham tiền, mình còn đang làm. Đấy, còn mình không làm mình đói vêu mồm ra thì sao, đúng không? Đây, mã Mỹ 64GB. Con này thì mình thanh lý thôi, bởi vì mình phát hiện là có một chấm trắng nhẹ phản quang ở cái góc này, nhẹ lắm, bằng cái đầu tăm thôi, không đáng kể. Nhưng mà thôi mình thanh lý, còn một máy mình thanh lý cho các bạn với cái giá là 6.500.000 nhá. 6.500.000, tình trạng pin 80%, bạn nào muốn thay pin thì cộng thêm tiền 6.500.000 thôi. Còn có một con mà bị một chấm ở đây bằng cái đầu tăm rất là nhẹ đây, các bạn nhìn kỹ chưa, thấy không, bằng cái đầu tăm đấy, chấm trắng nhẹ này, nó giống như kiểu nốt ruồi duyên ấy. Cái mặt mình nhiều khi còn bị ruồi nó ỉa cho phát, thế là thành cái nốt ruồi, đúng không? Thì cái máy là chuyện bình thường thôi, nhiều khi cấn bụi gì bên trong nó tạo thành cái vết trắng đó. Rất nhẹ nha, mình khẳng định là rất nhẹ. Và vừa rồi đã quay rất là kỹ bằng cái đầu tăm thôi cho các bạn này. Ra màn hình này chả nhiều khi nhìn không thấy luôn. Màn hình trắng thì mới thấy một tí. Rồi ok, 6.500.000 còn đúng một cái nhá. Mỹ zin nguyên bản, cam kết zin pin 80. Anh chị nào, anh em nào muốn mua, đặt hàng, mình có thể quay video mình thay pin cho anh chị, con máy này anh chị xem bên trong luôn, rất là bình thường. Nhưng cứ xuống tiền rồi muốn yêu cầu làm gì cũng được, bổ máy, đập máy, thậm chí là phá nát máy ra cũng được. Nhưng mà quan trọng là cứ phải trả tiền trước, đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn nhá. Rồi tiếp theo đây thì có con Z6 cộng, Samsung Galaxy Z6 cộng màu đỏ tươi. Thì anh em chắc đang chờ đợi, con này thì 2.1 triệu thôi. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Máy màn hình to, pin khỏe, chính hãng, dùng được 2 SIM, màu đỏ mận rất là chất. 2.1 triệu các bạn nhé. Samsung Galaxy
G6 Plus hay còn gọi là G6 cộng, có đúng một máy. Rồi tiếp theo thì có con Oppo A54, con này thì cũng phải nhìn qua giá, và con này mới quá bởi vì còn bảo hành tháng 6 luôn, tức là 11 tháng các bạn cũng biết ha. Đấy, tháng 6 2022 này, ngày 15. Oppo A54 này thì nếu như một số bạn mà theo dõi đam mê về công nghệ thì nhìn phát biết ngay là nó mới, bởi vì nó mới sản xuất đây mà làm gì đã có cũ. Đấy, con này như kiểu máy mới thôi. Đấy, rất là chất, phong cách hiện đại bây giờ, cứ sản xuất cái camera như kiểu cái mặt đồng hồ ấy ha, đẹp chuẩn, rất là lịch lãm, chỉ có vài hạt bụi thôi chứ ngoài ra không chảy xước gì cả nha. Đấy, rất là mới, và chắc chắn loại sản phẩm này thì mới thì giá thì chắc chắn nó chỉ rẻ hơn máy mới được ít thôi, bởi vì nó là chưa ai dùng, nó mới có ra đời, kích hoạt bảo hành có một tháng, nếu có dùng thì chắc là người ta cũng chưa dùng được hết cái mùa Euro ha, trận chung kết mới diễn ra đêm hôm qua. Đấy, và con này thì có giá bán cho các bạn là 3.800.000, 3.800.000 A54 nhá, Oppo A54 3.800.000, rất là chất, có luôn cái ốp chính hãng đang còn đây thì mình cũng cứ cho kèm theo, chả giữ làm gì, mất công lại phải vứt. Rồi tiếp theo là đến con Samsung, con Samsung gì đây, con Samsung chưa biết tên để mình lại phải xem. Con Samsung này mỗi lúc lại phải xem hóa đơn mấy con máy mới này không hiểu. À, con này con A02. Con A02 này thì RAM 3, bộ nhớ 32. Nói chung máy to, cấu hình tương đối và pin trâu. Máy chính hãng dùng được 2 SIM, 2 camera, thấy khá là chắc máy. Và một con máy nhìn thì khá là ok, và 99%. Chính hãng dùng được 2 SIM nhá. Có giá bán cho các bạn là 2 triệu. Và tất cả sản phẩm mình báo giá ở đây là giá máy trần. Tuy nhiên tất cả sản phẩm bán ra là cam kết zin cũng như là được bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng. Một số iPhone các bạn mua, nếu như phải thay pin, các bạn muốn yêu cầu mình làm clip thay pin cho các bạn xem để chứng minh rằng máy mình là men zin, màn zin ok cũng được nhé. Và gửi về đúng máy có email đấy thì các bạn cứ yêu cầu mình làm clip cho các bạn xem. Đấy, không ngại gì cả, mình làm clip úp lên kênh cho các bạn xem. Nhưng trước khi các bạn muốn yêu cầu mình làm clip, các bạn phải đặt tiền trước chứ mình không nói suông. Mình ít khi mà chịu sự sai khiến của người khác mà không vì tiền lắm nhá, trừ khi là phải người thân mình, vợ con mình thì mình mới làm công không thôi nhá, mình mới hy sinh thôi. Còn bất cứ là người dưng, là người ngoài xã hội đấy, là phải có tiền mới sai khiến được mình. Đấy, mình chỉ mê tiền thôi nhá, cứ nói trắng phớ ra như vậy để anh em chúng ta nó sòng phẳng, là chi kỷ, không ai nợ ai, đúng không? Còn anh em không muốn mua thì anh em cũng không mất tiền. Anh em xem kênh của mình là hoàn toàn miễn phí, đăng ký kênh ủng hộ mình là mình mang ơn, thế thôi. Rồi tiếp theo là đến cái sản phẩm iPhone SE. Đấy, sản phẩm iPhone SE thì đây là 32GB. Và mình xin lưu ý với anh em là SE này mình còn rất là nhiều, tuy nhiên là chỉ còn hàng xấu. Hàng xấu là sao, là vỏ này, này chày này. Đấy, chày này, đấy, chày này. Để review từng con đi để anh em biết là nó xấu, cái hàng xấu của mình đợt này nó xấu như thế nào. Xấu đau, xấu đớn hay là xấu vừa vừa, xấu chấp nhận được. Đây, chày này nhá. Chày này. Đây. Đây, chày này. Và thậm chí lưng có chày. Nhưng đây là một khách hàng rất là có tâm, đã dán luôn cả cái miếng 5D đằng sau rất là đẹp. Đây, cái cách làm đẹp rất là đơn giản thôi, nhưng mà tại vì anh em không muốn làm thôi. 20.000 ra hiệu đề can nó làm cho này, đẹp chưa? Đẹp lắm luôn. Về nhìn không tưởng là máy xấu nữa. Đấy, mà lúc đấy nó là xấu không tưởng nhá. Đấy. Ok, và sản phẩm này là 32GB, toàn bộ là 32GB, rất là nhiều, đủ 4 màu. Đây, 32GB. Và tình trạng là mình sẽ bao pin. Bao pin là một là pin zin khoảng 80 mấy đến 90%, hai là pin thay 100%. Nhưng mà mình lưu ý, bạn nào chọn pin zin thì cẩn thận củi lửa. Bởi vì pin zin ở thời điểm hiện tại, con máy này sản xuất đã 5-6 năm, pin zin nó có nhiều máy nó hơi kém, thì các bạn thông cảm nhé. Cái đó là mình cứ nói thật, anh em được thì mua, không được thì cứ lấy pin thay cho nó chắc ăn. Có người người ta thay cho mình rồi, không phải thay nữa thì sướng quá đi. Còn anh em bảo tại sao để cứ lựa pin zin rồi không thèm pin thay, thế thì anh em đến đây có con máy nào mình cho anh em mở ra thay pin hộ mình, cái cứ thay miễn phí cho mình là mình thích à. Đấy, đến đây nguyên một nhà máy của mình nhá. Anh em cứ việc mang pin đây thay hộ mình phát, rồi cứ lấy pin zin mang về. Đấy, được không? Đấy, anh em nào chịu thì cứ bên đây, bao nhiêu máy mình cho thay hết. Đấy, xài ngon, pin thay rồi xài rất là ngon. Đấy, bản 32GB và toàn bộ là chỉ có máy mã Nhật, nên anh em đừng nhắn tin hay là nói là tìm cho em con mã Mỹ hay nọ kia, mình không có tìm con 5SE này. Bởi vì lý do tại sao,
mình làm là vì tiền, mà mấy con này bây giờ không đáng tiền đấy. Mình đi tìm, mình bỏ công bỏ việc ra, mình đi tìm về lãi anh em 100.000, anh em kêu ầm lên đúng không đấy. Và đây là màu silver, để xem cái độ xấu của con màu silver nữa cho anh em thấy là cái đợt hàng này nó xấu như thế nào đấy, xấu đến ma chê quỷ hờn hay là xấu tạm được mua về dùng được. Đây chày này đấy, vỏ xước nhẹ này đấy, xước sát nhưng mà nhìn được. Thậm chí là đây này, như con máy vừa nãy dán quả 5D vào công nhận xong nó nuột thế, không biết nó đẹp 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 không tưởng đấy, thấy chưa. Thế thì tại sao người khác, người ta biết dán, mình không biết dán này đấy. Cứ mua về dán bởi vì giá rất là rẻ nhá. Và bây giờ là đến cái phần báo giá đấy, và kể cả con màu gold ở đây thì anh em cũng thấy là nó chày này đấy, chày này đã xấu thì làm sao mà lựa được hàng đẹp ở đây bây giờ, đúng không đấy. Người ta chỉ lựa hàng đẹp ra một vài cái xấu để thanh lý, chứ không thể nào lựa xấu ra làm đẹp để bán được, khó lắm. Nên là các cái đối tác, các cái đầu hàng người ta khôn lắm, mắt người ta không có bị lòa, đúng không đấy. Ok, và sản phẩm này 32GB mã Nhật chuẩn quốc tế nhé, cam kết zin chỉ thay pin, vỏ xấu, có giá bán cho các bạn là 1.750.000, giá là không bao gồm sạc và phụ kiện đâu đấy. Máy xấu nhưng zin và pin ngon, pin là sẽ bao là thay pin thì rất là ngon, còn mà lấy pin zin hên xui. Rồi tiếp theo là cũng là SE 32GB, à 16GB. Đây là 16, vừa rồi là 32, đây là 16 nhé. Đây có số 16 đây. Đấy. Ok. Đây xấu này, con này xấu kinh chưa? Nhưng mà các bạn thấy xấu như này nhưng mà dán cái lưng như hồi nãy thì có đẹp không? Làm gì ai biết gì trong trái ổi nữa. Đấy. Xấu nhưng mà kết cấu nó hoàn hảo, tất cả là cam kết zin, và đây là phiên bản 16GB thì mình có 3 màu, màu trắng, màu hồng và màu gold. Còn số lượng nha, nhưng mà màu gold thì còn đúng một cái thôi. Thì sẽ có giá bán cho các bạn là tình trạng thay pin ngon lành rồi, bán 1.500.000 đấy, anh em mua về nghe gọi chọi. Có nhiều bạn bình luận bảo 5SE giờ mua về làm cái gì, thì cái đấy thì thôi thế này, cái đấy là các bạn tự trả lời, các bạn muốn làm gì thì các bạn làm, chứ lại hỏi mình không mình trả lời được, đúng không. Còn mình thì mua về để mình bán lại kiếm lời đấy. Rồi tiếp theo đây là iPhone 8 nhỏ, 8 nhỏ là màn hình 4:7 màu trắng, còn một máy duy nhất zin nguyên bản nhà sản xuất nhá. Zin nguyên bản nhà sản xuất, giá bán 4.3 triệu. Đấy, cực kỳ là ok, 64GB. Máy mã Nhật. Hết rồi, còn đúng một máy. Hôm trước về 30-40 máy ai cũng chê, bảo thằng này bán thế này đến sang năm chưa bán hết. Thế mà mới có mấy ngày lại bán hết, lại cháy hàng. Giờ đi nhập không có nữa, cứ hỏi đến ông nào cũng bảo anh ơi em sợ dịch lắm, em nghỉ rồi, bữa nay em đóng cửa, em cách ly rồi. Đấy. Tự cách ly tại nhà rồi. Để tuân thủ theo nghị định của nhà nước. Ô, con này mã Mỹ. Mỹ anh em ạ, đấy LLA còn đúng một cái, lại sót đây cái mã Mỹ 64GB nhá, và giá bán là 4.300.000, còn đúng một máy, giá máy trần nha. Tiếp theo là iPhone 7 màu hồng 128GB, con này thì để xem tình trạng là zin nguyên bản, pin thay 100%, đấy thay rồi khỏi thay nữa. Đấy, bạn nào không thích pin thay hay là bảo là pin thay nó bị làm sao, cứ mang pin đây thay rồi cho lấy hết pin zin về. Chất để xem mã gì, còn đúng máy, kiểm tra cho anh em. Ok, mã Mỹ 128GB, con này giá bán là 3.600.000 anh em nhé, 3.600.000. Tiếp theo là 32GB, con này 32GB thì phải, để kiểm tra màu hồng luôn, mã Mỹ luôn, đúng rồi 32 đấy. iPhone thì được cái nhiều người ta chỉnh cái phông chữ to ra, thế là nó coi nó rõ thật. Pin zin 92%. Ok. Con này tuyển chọn mất rồi. Đẹp. Ngoại hình đẹp. Pin cao. Máy chuẩn. 3.400.000 nhá, còn đúng một máy 3.400.000. Thêm một con màu silver pin 89, xem đúng không? Con này còn iOS 13 thì phải, nhìn cái giao diện nó hồng hồng. Cũng là mã Mỹ luôn, bản 32GB anh em ạ. 32GB màu silver nhá, màu bạc trắng đấy. Và pin xem phải còn 89 không hay là 88. Đây 89 đúng rồi. Chuẩn, zin nguyên bản, và con này là 3.300.000. 3.300.000. Và tiếp theo là con pin 91. Con này thì anh em muốn thế này thì thế, và muốn thay pin thì thay, muốn thế này thì 3.100.000. Ok.
khỏi phải thay pin, còn muốn thay pin và được review trên kênh Di Động Nhật Nam con máy này với đúng email này thì vui lòng đặt cọc rồi yêu cầu thay pin và yêu cầu làm clip, thì 1-2 hôm sau sẽ có clip với đúng con email này để gửi về cho anh em yên tâm. 3,3 triệu. Cái con máy màu đen hôm nọ mình làm clip thì mình cũng nói luôn, trước giờ thì mình từ ngày mình bán điện thoại online mình chưa được bo tiền một cà phê bao giờ. Trước mình vẫn nói là mình bảo khách hàng trả bo thêm thì thôi cứ trả giá. Thì sáng hôm nay cái chú em mà mua cái iPhone 7 màu đen mà mình có làm cái video clip mình úp lên kênh ngày hôm qua, thì sau khi em mới xem cái clip đấy và vui quá, và hôm nay lại nhận hàng lại đúng như thế. Thế là sướng quá, lại chuyển khoản vào cho mình 100.000. Đấy, mình kể tình là như thế. Thì mình không biết là ai chuyển, tưởng khách hàng đặt mua hàng, thì mình mới điện thoại lại cho em trai đấy. Thì em trai đấy bảo là máy chất quá anh ạ, em biếu anh thêm 100 uống cà phê. Mình bảo thôi anh không lấy làm gì đâu, anh chỉ bán sản phẩm lấy đúng với bằng đấy thôi. Nhưng mà chú em bảo em vừa chuyển rồi. Đấy, thế là mình gọi là cái này gọi là súng bắn nhanh không bằng dao phay chém lén. Thế là chuyển chém trước tâu sau, chuyển trước xong mới nói với mình, mình bó tay. Thế thì đành phải nhận thôi, và đành phải gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến em giai này đã tin yêu. Đấy, 100 ngàn thì mặc dù là tiền thì ai cũng thích rồi. Đấy, nhưng mà cái quan trọng là cái tình cảm, là người ta quý hóa mình, người ta mới biếu mình 100 nghìn uống cà phê. Mình thấy rất là trân trọng cái tình cảm như vậy. Đấy, không phải mình cũng quan điểm ngay từ đầu mình rất là ham tiền nhá. Đấy, không ham tiền thì đã nghỉ không làm, dịch này vẫn phải làm, cố gắng lắm. Rồi, tiếp theo, không làm vợ con đói sao, đúng không? Đấy, tiếp theo đây là 6S32GB màu silver, hàng đẹp keng. Sản phẩm này thì phải thay pin các bạn nhé, phải thay pin. Giá bán là 2,4 triệu sau khi đã thay pin. Và anh em muốn biết nó có zin hay không, không cần nói nhiều, xuống tiền yêu cầu mình, anh làm video clip thay pin mở mạng con máy này cho em xem, và cho em xem cả email. Quan trọng là phải xuống tiền trước, đồng tiền đi trước, đồng tiền khôn, chưa có tiền miễn sai. Đấy, đây chỉ làm vì tiền, ngày xưa làm vì đam mê nhưng bị chà đạp quá rồi nên bây giờ không đam mê nữa, bây giờ mê tiền. Đấy, nói thẳng thế đi, thuận mua vừa bán thì để bị chửi quá rồi, con run xéo mãi nó cũng phải quẳng, đúng không? Ok, tiếp theo là iPhone 7 32GB màu hồng, tình trạng zin nguyên bản, pin 85. Đây, ông nào thích xuống tiền con này thì không cần phải thay pin, nhưng mà thích mở ra cho xem mở luôn, nhưng xuống tiền rồi sai khiến. Đấy, lại thế cơ. Giá là 3,2 triệu nhé, 3,2 triệu. Con này 32GB mã Mỹ, 85% pin mà 2,2 triệu. Đây, con có còn bảo trì nữa, bảo trì chắc chắn phải thay rồi. Đấy, cũng lại xuống tiền yêu cầu mở ra cho xem thay pin và gửi đúng con email như thế, ở trên cái clip thay pin đấy nó mới chất, ở cái clip mở ra đấy, đúng không? Đấy. Rồi, ok. Thì cái clip này mình giới thiệu đến các bạn khá là nhiều sản phẩm, trong đó mình có thanh lý hộ cho đối tác hai con máy xách tay. Đấy, ông nào muốn ném đá, ném gạch thì cứ ném, mình nhận hết để về xây nhà. Đấy, có đất rồi chưa có tiền xây nhà. Thì còn anh em nào mà yêu mến ủng hộ mình và kết sản phẩm nào thì alo đến số hotline của mình, đó là số 0979782366 hoặc là số 0367709123. Lưu ý là xuống tiền rồi thì hãng sai khiến nhá. Còn không nữa là mình miễn tiếp những cái thành phần gọi là câu chuyện làm quà, rồi hỏi xoáy đáp xoay. Ngoài ra thì mình luôn luôn là cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến ủng hộ kênh Di Động Nhật Nam bấy lâu nay. Các bạn hãy like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.